Và bây giờ là có một chiếc Future đang đậu trước cửa nhà. Và hai thanh niên kia nó mới đậu rồi. À, bây giờ nó đi lại nè. Một thanh niên bịt khẩu trang rồi nó mua hiểm kính mít nữa nè. Đi sát lại chiếc xe. Dùng nón thò tay vô gạch ổ phá. Rồi tiếp tục sau đó là lên xe. Chạy đâu, anh đang chạy ra. Rồi chạy ra cũng vụt luôn rồi. Không kịp nói luôn. Đây, lại là một tình huống chậm xe nữa đây nha. Coi coi, đây. Một thanh niên tướng tá cao ráo, đội nón, khẩu trang, áo gió. Dạ vô chiếc xe nó bay lên, nó lấy giỏ đạp cái phá cổ người đó đạp này nha. Dăng. Xong. Ghê chưa? Rồi lên chạy gì hên là cái chiếc xe này thắng đĩa. Bỏ lại mày. Quá trời hên luôn. Rồi, mọi người hết sức cẩn thận nghe hên nha. Có thắng đĩa không phải là tiêu rồi phá đĩa chứ. Đây 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 gì hai mấy chiếc xe đậu đây, mấy này mùi ngon của tụi nó. Đây lại là cũng là một thanh niên ha, tác phong nghe giống thịt ha. Đây nó có hiểm mặc khẩu trang, sau đó là dùng lỗn là học dấu phá bẻ phá xe thôi. Tác phong của tụi này giống thịt nha. Có mấy nào liều liều nó mới để nguyên cái mặt ngoài luôn. Hết sức cảnh giác nè, đề cao cảnh giác phòng chống tội phạm nha. Đây đây đây, đây mọi người thấy nè, cha này đang chạy ngang rồi, thấy chiếc xe đạp người ta đậu đây nó chạy ngang sớt rồi mọi người đó, nhanh ghê không, thấy ghê chưa, đang chạy ngang thấy xe đạp của người ta đậu đó là rồi, anh đang chạy anh kiếm nó mất tiêu rồi, bó tay thiệt chứ, sớt xe đạp rất nhanh luôn ha. Còn đây là cái hai chị gái đang ghé một cái tiệm thuốc mua đồ đây. Chị thì ngồi ở ngoài, chị thì đi vô mua thuốc. Sau đó có một chưa tên cướp nó chạy ngang, nó thò tay nó giật cái giỏ của chị này luôn rồi cả nhà. Mọi người nhớ kỹ nha, vàng dòng giỏ tiền bạc gì xe cộ đồ đi luôn. Nhớ đừng có đem vàng để ngoài cái phe nha, hay lắm. Chúc mọi người một ngày bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ em xin cảm ơn. Rồi đó, ghê chưa, quéo quéo luôn.